Quý vị thân mến, nhắc đến dịch bệnh truyền nhiễm, rất nhiều người đều cảm thấy sợ hãi bởi đây là loại bệnh nguy hiểm và dễ lây lan. Trong lịch sử đã ghi chép nhiều lần đại dịch bệnh truyền nhiễm khủng khiếp là ác mộng đối với nhân loại. Không chỉ cướp đi vô số sinh mạng con người, dịch bệnh còn tàn phá mọi phương diện của đời sống xã hội cũng như kinh tế, văn hóa. Ví như giữa thế kỷ thứ 14, đại dịch cái chết đen đã để lại nỗi kinh hoàng cho toàn bộ người dân châu Âu. Hay như đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới trong suốt gần 2 năm nay. Tuy nhiên, trong lịch sử có nhiều hiện tượng dị thường liên quan đến dịch bệnh truyền nhiễm không thể giải thích được theo cách thông thường. Và câu hỏi đặt ra là, dịch bệnh có chọn đối tượng để lây nhiễm hay không? Cho đến giờ, câu hỏi này dường như vẫn khiến các nhà khoa học phải nhức đầu. Quý vị thì sao? Ngay sau đây, hãy đến với chương trình hôm nay của Lắng Đọng Đêm Về để có kiến giải cho riêng mình, quý vị nhé! Dịch bệnh đồng thời bùng phát ở các vùng khác nhau. Đại dịch cúm bùng phát ở Mỹ năm 1918 sau đó đã nhanh chóng lan rộng ra toàn thế giới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, cách thức lây lan của dịch cúm này lại rất bất thường. Thứ nhất, dịch bệnh đồng thời bùng phát ở hai vùng có vị trí địa lý cách rất xa nhau là Boston, Mỹ và Mumbai, Ấn Độ. Với trình độ phát triển của thế giới tại thời điểm năm 1918, chắc chắn không một ai có thể đi từ Mỹ đến Ấn Độ trong một hoặc hai ngày, huống hồ là chim hoặc thú mang mầm bệnh, ngay cả với tốc độ gió cũng không thể nhanh đến thế. Trong khi đó, từ Boston, dịch cúm đã phải mất 3 tuần mới đến được New York, cũng thuộc Mỹ, dù khoảng cách ngắn hơn rất nhiều. Tốc độ và phạm vi lây nhiễm khác nhau. Ngày 31 tháng 1 năm 1991, dịch cúm lan đến bờ biển phía bắc Lima, Nam Mỹ. Hai tuần sau, dịch bệnh vượt hơn 1.200 dặm đến vịnh Peru, khiến 70.000 người nhiễm bệnh chỉ trong một tháng. Ngày 28 tháng 2, dịch bệnh được phát hiện ở Ecuador. Ngày 8 tháng 3 xuất hiện ở Colombia. Ngày 16 tháng 4 ở Chile. Và ngày 22 tháng 4, dịch bệnh lan đến Brazil. Virus cúm không thể sống lâu ngoài không khí, và nó chỉ có thể nhiễm từ vật chủ này sang vật chủ khác. Đáng nói là với quãng đường 1.200 dặm để đến vùng lây nhiễm trong 2 tuần, thì vật chủ mang bệnh phải không ngừng hoạt động trong phạm vi rộng lớn và lây lan cho hàng ngàn người qua phân và nguồn nước. Cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, một khu vực không có mầm bệnh nhưng vẫn phát bệnh. Thổ dân da đỏ ở Suriname, Nam Mỹ, từ lâu đã sống biệt lập với thế giới bên ngoài, do đó gần như không thể có chuyện những người thổ dân nơi đây có thể tiếp xúc với người bị bệnh bại liệt. Nhưng kỳ lạ là bệnh bại liệt vẫn bất ngờ bùng phát tại đây. Nguồn phát bệnh rốt cục bắt nguồn từ đâu? Từng có thí nghiệm trong đó virus bại liệt đã được chú ý lây lan cho những nhóm dân cư ở những vùng xa xôi biệt lập, nhưng kết quả là dịch bệnh không bùng phát mà từ từ tiêu mất đi. Vậy lý giải như thế nào đối với trường hợp của những thổ dân da đỏ ở Suriname này? Thời gian bùng phát dịch bệnh cách nhau vài thế kỷ. Theo ghi chép, dịch hạch lần đầu tiên xuất hiện ở Ấn Độ vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Đến thế kỷ thứ nhất, dịch hạch lại bùng phát ở Syria và Bắc Phi. Năm 540, dịch hạch bùng phát ở đế chế La Mã và giết chết gần 100 triệu người. Không có ghi chép nào về sự xuất hiện của căn bệnh này trong khoảng thời gian từ giữa thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 8. Căn bệnh truyền nhiễm trên tưởng như đã biến mất khỏi trái đất, nhưng nó lại một lần nữa bùng phát vào năm 1347-1350 của thế kỷ thứ 14. Giữa thế kỷ 17 nó lại xuất hiện nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Không có dấu hiệu gì về sự bùng phát của nó sau hai thế kỷ tiếp theo. Tuy nhiên, nó lại xuất hiện trở lại tại Trung Quốc vào năm 1894. Gần đây nhất, vào Thế chiến thứ nhất, nó lại là nguyên nhân gây ra 13 triệu cái chết ở Ấn Độ. Một ví dụ điển hình nữa, bệnh đậu mùa lần đầu tiên được phát hiện trên các xác ướp của Ấn Độ vào thế kỷ 11 trước công nguyên. Sau đó nó lại biến mất một cách bí ẩn trong các tác phẩm y học cổ đại. Những năm đầu sau công nguyên, nó quét qua thành Rome, sau đó nó lại bị dập tắt, mãi đến thế kỷ thứ 6 mới lại xuất hiện. Ở các khu vực ít dân cư lại có tốc độ lây lan nhanh chóng. Trong vòng một tháng, từ tháng 11 đến tháng 12 năm 1918, đại dịch cúm lan rộng toàn bán đảo Alaska, Mỹ. Tuy Alaska rộng gấp đôi Texas, nhưng dân cư lại rất thưa thớt, chỉ có 45.000 người. Đặc biệt khi ấy là mùa đông và mọi người không thể từ bờ biển di chuyển vào đất liền do mặt nước hoàn toàn bị đóng băng. Năm 1948, dịch cúm bùng phát ở vùng nông thôn thuộc Sardinia, Ý. Một số người chăn cừu sinh sống cách đó rất xa cũng mắc bệnh. Các vùng dân cư lân cận cũng bùng phát dịch vào cùng thời điểm. Dịch bệnh có chọn đối tượng lây nhiễm. Trong đại dịch cúm năm 1918,
mặc dù con tàu St. Helena mỗi lần đi biển đều đậu ở vùng dịch bệnh, nhưng điều lạ là các thuyền viên vẫn bình an vô sự. Mãi đến ngày 10 tháng 2 năm 1919, dịch cúm đầu tiên mới cập bến thành phố lớn nhất nước Úc, Sydney. Điều này kỳ lạ là vì để đến Sydney, người ta sẽ phải đi qua tất cả các khu vực có dịch bệnh hoành hành, cả trên đại dương và lục địa. Tại sao không một con tàu nào đưa dịch bệnh đến đây sớm hơn? Trong ghi chép về đại dịch hạch ở thành Rome năm 540, có đoạn: một số người sống cùng người bệnh, thậm chí cả với người đã chết, nhưng họ vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Một số người do quá đau lòng khi tất cả gia đình và người thân thích đều qua đời trong dịch bệnh, nên đã chủ động tìm đến cái chết bằng cách tiếp xúc với bệnh nhân, nhưng dường như dịch bệnh lại phớt lờ họ, và như thế họ vẫn bình an vô sự. Cao tăng cầu tuyết giữa mùa hè để giải trừ dịch bệnh. Năm Quang Tự thứ 26, năm 1900, 8 nước đồng minh đã đánh vào Bắc Kinh. Kinh thành đại loạn khiến Từ Hy Thái Hậu cùng Hoàng đế Quang Tự và các quân thần phải chạy đến Trường An, nay thuộc Tây An. Khi đó, Khánh Thân Vương Dịch Quang nghe tin Hư Vân Hòa Thượng là cao tăng đắc đạo, liền thỉnh mời ông đến bảo vệ nhà vua trên đường lánh nạn. Khi đó đại dịch đang hoành hành ở Trường An và cướp đi sinh mệnh của vô số người. Mùa hè tháng 8, nắng nóng gay gắt, thi thể người chết thối rữa la liệt khắp nơi, mùi hôi thối và chết chóc bủa vây toàn Trường An. Hư Vân Hòa Thượng chứng kiến cảnh tượng ấy, vô cùng thương xót chúng sinh, nên phát nguyện tổ chức một đại lễ cầu tuyết, cầu xin ông trời cho tuyết rơi để ngăn cản dịch bệnh. Cảm động trước tấm lòng của lão hòa thượng, hàng nghìn tăng nhân đã đến trước hiền tự Ngọa Long, nguyện ý hết lòng tương trợ. Ở trên lễ đàn cao lớn, Hòa Thượng Hư Vân khoác áo cà sa, tĩnh tọa ngày đêm một lòng cầu niệm trời ban tuyết xuống cứu chúng sinh thoát khỏi kiếp nạn. Trời không phụ lòng người, quả nhiên đến ngày thứ bảy, mây đen kéo đến. Buổi chiều đó xuất hiện một trận tuyết lớn. Tuy nhiên Hư Vân Hòa Thượng vẫn không dừng lại ở đó vì hạn hán và dịch bệnh ở Thiểm Tây, Cam Túc và Ninh Hạ. Ông đã ngồi 7 ngày. Sau 7 ngày tuyết rơi, ngàn dặm trong ngoài thành Tường An đều được băng tuyết phủ kín. Tấm lòng lương thiện chân thành của Hư Vân Hòa Thượng thực sự đã cảm động đến cả trời cao, nên dù trong mùa hè nóng bức, vẫn có thể xuất hiện kỳ tích xảy ra trận tuyết lớn, cứu muôn dân thoát khỏi đợt đại dịch ở Trường An. Vậy quý độc giả có suy nghĩ gì không về những câu chuyện kỳ lạ liên quan đến dịch bệnh này? Cảm ơn quý vị đã dành thời gian ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về. Hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng tôi. Đừng quên để lại chia sẻ cảm nhận của quý vị để chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.